trọng đó chính là cái món quà hôm nay gửi tặng đến mọi người là MV hai chúng ta. À, mọi người thường nói là ví dụ như một cặp đôi nghệ sĩ yêu nhau á, có một nam vũ công, một nữ ca sĩ yêu nhau, thì cái việc mà tạo ra một sản phẩm âm nhạc chung với nhau á, đó là một cái điều cũng không quá khó đoán, cũng không quá xa vời. Nhưng mà Quốc Bảo cũng như là tất cả mọi người đều muốn biết được rằng cái cảm hứng và cái ý tưởng từ đâu mà hai bạn cùng nhau quyết định thực hiện MV hai chúng ta này. Cái này để anh nói chút xíu nha, rồi trình nói phần còn lại. Thì cái ý tưởng MV hai chúng ta này đang nghĩ là phải nói từ ý tưởng của bài hát. Bài hát này Thái Trinh viết ra một cách rất là bất ngờ. Thì lúc đó Thái Trinh suy nghĩ tới cái chuyện là khoảnh khắc đầu tiên khi mình yêu nhau mà mình cảm thấy đẹp nhất của một người vũ công với là một người ca sĩ. Thì Thái Trinh nghĩ về lúc mà Quang Đăng dạy nhảy cho Thái Trinh. Thì lúc mà dạy nhảy thì có cái bước điệu đầu tiên mà tụi mình thấy lãng mạn nhất là điệu Vals. Và cái điều Vice bắt nguồn cũng là từ một cái bộ phim mà tụi mình đã từng đi xem chung với nhau mà tụi mình rất thích, đó là bộ phim La La Land. Thì sau khi xem xong bộ phim đó, Quang Đăng và Thái Trinh về nói chuyện thích, rồi Thái Trinh tự nhiên viết ra được một cái giai điệu rất là hay. Quang Đăng cũng có đóng góp dùng chút xíu những giai điệu đó. Rồi Thái Trinh nghĩ ra lời, tự viết ra cái lời, Quang Đăng thấy hay quá, rồi hai đứa quyết định làm MV luôn. Và khi làm MV thì mấy bạn khác thì mấy bạn biết. Và Thái Trinh có gì nói không? Thật ra thì cái ca khúc này thì cũng giống như là anh Đăng vừa nói đó, là Trinh lấy, Trinh có cái cảm hứng sau khi mà xem bộ phim La La Land. Thì Trinh cũng được biết đó là có rất là nhiều anh chị em nghệ sĩ tâm sự với nhau là nhờ có cái bộ phim đó mà ra được nhiều bài lắm. Dạ, là các anh chị em nghệ sĩ là cứ coi bộ phim xong là ra ca khúc mới quá trời. Mà Trinh thì không ngoại lệ luôn, Trinh cũng làm một ca khúc mà nói, tại vì Trinh nhìn thấy hai cái nhân vật nam nữ ở trong đó là giống như một đôi chim sẻ mà quấn quýt lấy nhau, không những là yêu nhau mà còn hát cho nhau nghe rồi cùng nhảy, và không gian xung quanh giống như là sinh ra dành chỉ dành cho hai người vậy. Nhưng mà cái đó không phải là thiên thời địa lợi nhân hòa không ta? Giống như cùng lúc đó mình đang yêu, xong rồi mình tiện cái mình đi coi một bộ phim về tình yêu rất là lãng mạn luôn, xong rồi lúc đó mình mới có cảm hứng. Thái Trinh có tự đặt câu hỏi cho mình, ví dụ lúc đó mình đang ở không đi, mình đi coi La La Land, thì mình có cảm hứng để viết ra một cái khúc như thế này không? Trinh nghĩ là Trinh sẽ viết ra một cái ca khúc là buồn vì vẫn chưa có anh chàng nào bên cạnh mình để hát những bài hát của La La Land. nhưng mà anh chàng này cũng có hát chung với mình đâu. Không, hát tiếng lòng anh ơi. À, tiếng lòng vỗ tay. Cái câu này mới là câu tắt hết nãy giờ nè. Rồi tiếp tục cái cuộc hành trình mà đến với cái MV hai chúng ta, nó được xây dựng từ những bước nào? Đầu tiên là mình sáng tác đi, đúng không? Lúc mà sáng tác thì là anh đang ngồi kế bên bóc vai chải đầu với Trinh. Và vừa lúc mà mình đang viết nhạc thì có người ngồi bên cạnh vừa chải vừa bóp hả? Tại vì Trinh được cái là mỗi lần mà Trinh ngồi cạnh anh đang là Trinh nhõng nhẽo lắm, thế là ôi anh phải làm vậy thì em mới sáng tác được. Thế là sau khi mà ảnh phải hì hục vậy thì hì hục chứ hả? Hì hục chảy đầu. Chảy đầu nhưng mà hì hục rồi. Hì hục chảy đầu. Thế là Trinh đã làm một lèo sáng tác và anh Nam cũng đã chỉnh sửa một số cái melody cũng như là cái lời bài hát để mà nó phù hợp với cả hai đứa và cũng phù hợp với cảm xúc Quang Đăng. Và mọi người, tí nữa thì mọi người cũng sẽ xem là ở trong MV có rất nhiều cảnh chảy đầu. Thì giờ Trinh cũng đã giải thích vì sao mà MV có nhiều cảnh chảy đầu như vậy. Đó là vì trong quá trình sáng tác ảnh chảy đầu rất nhiều Trinh. Và cái đó là cái sở thích ở ngoài đời của Trinh luôn hả? Trinh thích được rời đầu, chạy đầu, đụng với đầu. Dù tóc không nhiều lắm ha. Bản thân mình thì thích được rời đầu người khác. Cho nên hai mình quen nhau là quá hợp rồi. Em nghĩ là chắc là do bị rời nhiều cho nên tóc chỉ còn nhiêu đây. Rồi nãy giờ là Thái Trinh nói rất là nhiều rồi. Còn Quang Đăng, khi mà nghe cô bạn gái của mình á chia sẻ về cái ý tưởng này và cảm hứng này thì Quang Đăng có bắt được nhịp liền không? Sorry, hôm nay Quang Đăng hơi hồi hộp. Kỳ vậy ta, nãy giờ nó hồi hộp 3 lần rồi mà ngồi xuống mà. Ok. Khi mà nghe Thế Trinh nói về ý tưởng này